chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu dần nên trong ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ chỉ chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu. Tiết trời sẽ tốt hơn khi mà mưa giảm, trời chỉ còn rét vào sáng sớm. Đến trưa chiều, mây giảm, trời hứng nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ làm cho không khí ấm áp hơn. Tại khu vực Trung Bộ, trong ngày hôm nay, mây cũng giảm và chỉ còn duy trì ở diện vài nơi. Ngày trời hứng nắng khiến nền nhiệt cũng tăng dần. Tại khu vực Nam Bộ cũng chỉ có mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Dự báo đến khoảng ngày 16 thì Bắc Bộ lại có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, sau còn được tăng cường mạnh trong ngày 18 và còn được bổ sung thêm vào ngày 22, ngày 23. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Tại các tỉnh miền Bắc, chịu tác động của lưới áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu di chuyển sang phía đông, đồng thời thì áp thấp phía Tây cũng mở rộng phạm vi hoạt động. Do vậy, trên toàn miền Bắc và thủ đô Hà Nội, thời tiết tốt dần lên, trời hứng nắng ấm và sáng sớm thì sương mù còn phát triển gây giảm tầm nhìn. Khu vực nội thành thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong mức từ 19 đến 23 độ với độ ẩm 80%. Như vậy là những ngày cuối tuần này, người dân thủ đô sẽ có những ngày thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động sinh hoạt, giao thông và vui chơi cuối tuần. Những ngày cuối tuần này do không khí lạnh suy yếu nên tại các tỉnh phía đông dãy Hoàng Liên Sơn như tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng sớm. Tại thành phố Cảng Hải Phòng thì trời có dấu hiệu giảm mây, giảm mưa hơn. Tuy nhiên do sương mù vẫn còn xuất hiện tại nội thành thành phố và vùng cảng biển nên sinh hoạt và giao thông ngày thứ bảy vẫn chưa được tốt hẳn lên. Trong khoảng thời gian là từ 4 đến 7 giờ sáng thì sương mù xuất hiện dày đặc làm cho tầm nhìn xa bị hạn chế dưới 1 km ở các huyện ven biển, khắp các vùng ven sông suối cạnh ao hồ, tầm nhìn giảm xuống dưới 300m, do vậy ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Đến trưa và chiều nay khi mà đới gió đông yếu dần đi thì ở khu vực thành phố trời chuyển ít mây, nhiệt độ tăng dần lên và dao động từ 20 đến 23 độ với độ ẩm là từ 80 đến 90%. Đối với các tỉnh thành miền Trung, nhất là các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, do còn chịu tác động của đới gió đông từ biển thổi vào nên trời vẫn có mưa nhỏ ở nhiều nơi và một vài nơi ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, đến trưa chiều thì mây cũng giảm nhanh. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa nhỏ đến mưa vừa, đây là đợt mưa quý giá cho người dân ở các tỉnh miền Trung bởi hiện nay tại nhiều nơi đang phải đối mặt với tình hình khô hạn và thiếu nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, mặc dù ở các khu vực này vẫn có mưa, song tổng lượng mưa 2 tháng là tháng 10 và tháng 11 tại đây thiếu hụt từ 70 đến 90% so với trung bình các năm. Do vậy, tại các hồ chứa nước thì cũng không đủ nước phục vụ cho các vụ đông xuân tới. Các tỉnh Trung và Nam Bộ sẽ phải đối mặt với hạn hán bất thường. Khoảng ngày 15 tháng 12, các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, nên tại hầu khắp các tỉnh dọc ven biển miền Trung, trời có mưa rải rác nhưng mà lượng mưa không lớn. Sang ngày Chủ nhật 16 tháng 12, mưa giảm và trời hứng nắng. Ngày hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng thì mưa dông tập trung với nhiệt độ trong ngày là từ 23 đến 28 độ, với độ ẩm tại đây là 75%. Tại các tỉnh Nam Bộ, trời đôi lúc nhiều mây nhưng hầu như không mưa, đồng thời còn chịu thêm đợt chiều cường mạnh với mực nước đỉnh chiều tại các trạm lên rất cao, vượt báo động 3. Do vậy mà tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, nhiều nơi sẽ bị ngập úng sâu kéo dài. Trong hai ngày cuối tuần, tình hình thời tiết tại khu vực có diễn biến theo chiều hướng xấu hơn, không còn nắng gắt. Tuy nhiên thì lượng mưa và diện mưa không đủ bù đắp để đẩy lùi nắng oi nên cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện vào giữa trưa. Đồng thời thì với đó là tình trạng chiều cường lên rất cao ở khu vực vẫn còn tiếp tục gây ngập úng sâu diện rộng cho thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Trong thời điểm chiều và chiều tối nay, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trời có chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhẹ. Nhiệt độ trong ngày ở mức từ 24 đến 32 độ với độ ẩm từ 40 đến 50%. Chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong trường gió đông đang phát triển với khối mây dông dày đặc vẫn ở vị trí ở ngay khu vực biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, Kiên Giang nên trong ngày hôm nay thì tại khu vực thành phố Cần Thơ mây dông phát triển và có mưa nhỏ xuất hiện. Khu vực phía nam của thành phố mưa nặng hạt hơn với nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ và dao động từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 60%. Đợt mưa này tại khu vực có khả năng kéo dài đến ngày mai, sau đó khi mà những nhiễu động trong đới gió đông này yếu hẳn đi thì mưa mới giảm. Và đây được đánh giá là đợt mưa quý giá cho người dân để thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp phục vụ Tết Nguyên đán. Bản tin dự báo thời tiết đô thị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.